Serum Centella đang là sản phẩm siêu hot trên thị trường. Không phải ai cũng biết được nó hiệu quả đến mức nào và công dụng tuyệt vời khi sử dụng sản phẩm này là như thế nào. Chính vì vậy, trong video này, Shop Giúp Bạn Trẻ Đẹp bên mình sẽ nói về những công dụng tuyệt vời dòng sản phẩm Serum Centella đang nổi đình đám này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nhắc đến công dụng của dòng serum Centella, thì sản phẩm luôn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho người dùng. Thứ nhất, serum Centella chính là thần dược giúp giảm mụn, chăm sóc da vô cùng hiệu quả với thành phần được làm hoàn toàn 100% từ rau má tự nhiên. Đồng thời với hoạt chất có trong rau má giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, kích thích sản sinh collagen từ sâu bên trong. Từ đó, phục hồi độ đàn hồi của da một cách hiệu quả để níu giữ nét thanh xuân cho làn da của bạn. Công dụng thứ hai của serum Centella là giúp dưỡng ẩm, hạn chế da tiết dầu trên da, hạn chế bụi bẩn, giúp da luôn mềm mại săn chắc hơn. Ngoài ra, với 30% acetylcysteine có trong serum giúp cải thiện sự cân bằng lượng dầu, nước cho da, đồng thời tổng hợp collagen ở tầng biểu bì. Và 30% acetic acid có trong serum Centella giúp củng cố sức đề kháng của da, đồng thời làm dịu làn da mẫn cảm, cực kỳ hiệu quả trong việc chống oxy hóa và cải thiện độ đàn hồi của da. Bên cạnh đó với 40% Mycasic, giúp da phục hồi làn da mệt mỏi, tổn thương, giảm mụn, thâm nữa nhé. Serum rau má Centella hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán serum Centella hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.